Xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết là dịch virus corona COVID-19 đang hoành hành hầu như là toàn thế giới luôn. Cái dịch corona nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ ở trong đời sống xã hội. Ở vùng nông thôn, rồi thành thị rồi người ta bán buôn không được. Ở nông thôn, nông sản đồ của các nông dân bị ứ động lại do không xuất khẩu được. Và một sáng kiến tuyệt vời của một doanh nhân người Hoa sử dụng nông sản để sản xuất bánh mì. Đó là ông chủ của bánh mì ABC Bakery. Và bây giờ mình sẽ đi ra cửa hàng ABC Bakery để mua thử mấy cái bánh mì Thanh Long. Thứ nhất là ủng hộ cho hãng bánh mì cũng như là ủng hộ cho những người nông dân. Thứ hai là để thưởng thức coi mùi vị nó ra sao, đánh giá luôn ha. Và hôm nay thì mình sẽ đi bằng cái con xe chiến huyền thoại của mình. Một thời gian gắn bó mình rong ruổi trên các nẻo đường để chạy Grab, chạy GoViet ha. Chiếc xe này gắn bó với mình cũng đã khá lâu rồi. Ok. Ok, lúc này đường đi cũng khá đẹp cho nên mình có máy ra đường quay. Mình đã đi trên đường sắp tới nơi rồi các bạn. Tại lưu thông trên đường gặp máy quay ở tay cho nên khó cho nên mình không quay nhiều. Còn một chút xíu nữa là tới tiệm bánh mì để quay cho các bạn coi. Ok, vậy là mình tới tiệm ABC Bakery. Mình đang đứng trước cửa tiệm nè. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để mình mua bánh mì Thanh Long ha. Cái tiệm rộng rãi. Bánh bánh con chị tới đây mua bánh mì Thanh Long. À đúng rồi. Nói chung là không biết ngon không mà nghe đang rụng rịch trên mạng mua thử thôi chứ mình phải xếp hàng thì này tôi sẽ muốn ăn thử còn đây có sẵn rồi. Đăng ký xếp hàng, đăng ký tên vô. Đăng ký tên vô. Ai trước ai trước. Ghi tên á, ghi tên nè. Ghi ở đâu chị? Nè, kia con bé này nó ghi vô trong đó nè. Vậy em xếp hàng phía sau phải không? Rồi. Không có còn cái hàng. Không ai đứng trước hết á. À gì hả? Người nào giao tên là chị đây là xong rồi phải không? Chưa giao bánh. Chưa hả? Giờ kêu ai lấy giấy vậy? À chị cho em cái giấy đăng ký bánh mì ghi tên. À em tên Cường. Dạ em mua được phép mua mấy ổ hả chị? Em muốn mua mấy ổ cũng được. Mấy ổ cũng được hả? Sao nghe trên báo nó mua có 5 ổ thôi mà. Mấy ổ ở đây mấy ổ cũng được. À vậy hả? Ổ mấy ngàn chị? Ổ 6 ngàn hả? 6 ngàn hả? Tiên. À 60 lấy cho em 6 ổ đi. Tiên 1 ổ hả? À cái lộn lấy cho em 10 ổ đi. Bánh núi lửa Thanh Long ha. Cái này cũng quảng cáo trên thấy cái kênh chia sẻ nhiều. À, khoai môn, Thanh Long khoai môn. Bánh nó màu hường hường. Nhìn muốn ăn dữ lắm mấy bạn. Lúc mình xem ở cái clip giới thiệu của CP Bakery thì thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà lúc mình tới đây thấy cái bánh nó bự ha. Màu sắc hấp dẫn nhờ hương mùi vị. Mặc dù mình đeo khẩu trang nhưng mà mùi vị rất là thơm luôn. Ngoài các cái loại bánh Thanh Long hương trái cây thì có các loại bánh khác. Bánh kem, phô mai, ở này kia đủ thứ sô-cô-la nè. À, ngày hôm nay sandwich nè. Hôm nay mình tới đây chủ yếu là để giới thiệu cái bánh Thanh Long. Cho nên là mình sẽ không đi sâu vào tìm hiểu các loại bánh khác ha. Còn các bạn thông cảm nếu các bạn có nhu cầu thì tới đây. À, mình quyết định lấy thêm cái Thanh Long này.
với lại cái khoai môn này mỗi thứ một ổ nữa mà. Ở trong hôm em có coi clip giới thiệu của VC, thấy cái bánh nó nhỏ mà tới đây nó bự lên, hấp dẫn, nó hoàn sắc, nó đẹp hơn trong đó. Mấy gì thêm đó không anh? Dạ không ạ. Tính tiền cũng rảnh không? Này, hay là bao nhiêu? Cái đó là 6 ổ là 36 ngàn. Bây giờ là 26 tổng 22 với 18, 40 36 cộng 40 là 76 ngàn của anh. Rồi ok, của anh 76 ngàn. Cái này của em đúng không? Rồi cho em gửi tiền. Rồi 76 ngàn luôn. Bỏ vô cái bình 78, 80, 100. Cho nói anh 20 rồi, okay, rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Ờ, mình mua xong với bạn. Bây giờ về ha. Về mình sẽ ăn, chia sẻ với các bạn cái mùi vị hương thơm. Sẵn mình tặng luôn một số người để giới thiệu cho ta, ủng hộ cho những người dân, người nông dân. Mình về tới nhà rồi nghe các bạn. Mà trên tay mình đang là hai cái vỏ bánh để mình mua nè. Đây là hai cái bánh, bánh gì nãy mình quên đó, phô mai gì đó. Rồi bánh tròn tròn này thì hai cái bánh này mình mua cho bà xã mình cho nên là mình không có ăn thử nha. Đây, đây nè. Đó. Nó là vậy đó. Này, cái này mình mua cho bà xã mình cho nên là mình sẽ không ăn. Để đây. Còn đây là 6 ổ bánh mì của mình nè. Mì đó, như ổ bánh mì bình thường thôi. Chẳng qua là nó có hương, nó trộn nguyên liệu của nó có thanh long nó giống đó. Đây mình lấy nét cho các bạn coi cái bánh của mình đó. Đây nó vậy đó mấy bạn, đó cũng y như cái ổ bánh mì bình thường vậy đó, có màu hường hay thanh long, các bạn thấy màu hồng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn coi ha. Mình bẻ đôi nó ra phía bên trong. Phía bên trong đó này mấy bạn, màu nó hường hường vậy đó, cũng như ổ bánh mì mình. Có hột thanh long ở trong. Nhưng mà ít thôi, không nhiều đâu. Mình sẽ thử cái mùi thơm. Mùi thơm rất là đặc trưng. Thơm lắm mấy bạn. Mình ăn thử một ổ cho các bạn coi. Để cảm nhận coi nó là sao. Bánh mì này nếu mà ta thêm pate rồi thịt muối rồi ba đồ gao rồi làm ổ bánh mì thịt bình thường cũng được, không sao, ngon như bánh mì bình thường. Nãy mình mua và chạy xe về cái lúc đó còn nóng, giờ tới nhà nó nguội rồi nhưng mà vẫn còn ngon. Bánh mì của những cái tiệm bánh lớn á, ruột nó dày đặc lắm. Ruột đặc chứ không có ấy đâu. Ăn nó thơm. Ở đây còn quá trời quá đất rồi. Lát nữa mình đem mời mấy người công ty á. Mời mấy người công ty ăn thử. Bánh thì ít mà người thì đông. Rồi cho mình hai cái bánh không gì á. Làm đi. À, bánh mì thăng long. Bánh mì thăng long ha. Cho mình về đây để thử ha. Ủng hộ cho hàng, ủng hộ cho những người nông dân Việt Nam. Bánh được cái để người ta tiêu thụ hàng hóa đi nè, hàng giờ không qua được cửa khẩu ha. Đây là sếp của tôi. Cho chú Sơn cái này. Biết cái gì đâu. Cái bánh mì. Bánh mì nhưng mà bánh mì nó lạ không? Bánh mì gì kỳ vậy? Bánh mì thanh long á. Bánh mì giải cứu nông dân á.
ông kia ổng làm bánh mì để làm từ thanh long để mua thanh long cho ta. Cái gì vậy? Cho mình luôn cái bịch luôn á. Ủa là biết cái gì vậy? Thấy khác cái gì không? Màu đỏ. Ủa sao bánh mì này màu đỏ vậy? Hả? Bánh mì không biết cái gì lạ, ăn thử rồi. Ê sao bánh mì có mè? Ăn thử rồi. Cũng bình thường. Cũng bình thường. Ừ. Nó có ngon không? Ở một hãng bánh có tiếng á, biết ABC không? Biết. ABC Bakery. Một pha rồi đó. Bánh mì này là bánh mì làm từ thanh long. Biết thanh long giờ bị dịch ứ không? Không có xuất khẩu được. Ông đó ổng làm, ổng chế tạo ra bánh mì thanh long để giải cứu thanh long cho bà con nông dân. Nghe không? Mấy nữa đi chơi có dắt bạn bè mua ổ bánh mì tặng bạn làm quà sinh nhật rồi nè. Đúng một ổ bánh mì 6.000 thôi làm quà sinh nhật tặng bạn. Cũng được không? Cái mì nó khác. Cái dịch corona quả thực đó là một cái dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài nó ảnh hưởng tới sức khỏe con người, thậm chí là có thể gây tử vong cho con người ha. Gây bệnh viêm phổi tử vong cho con người thì nó còn đánh vào kinh tế rồi giáo dục, khoa học chính trị rồi này. Nhưng mà theo như những cái tình hình gì mình nắm được á thì dịch bệnh corona ở Việt Nam mình đã được kiểm soát tốt. Ngành y tế Việt Nam nói riêng cũng như các cơ quan ban ngành khác, chính phủ Việt Nam đã kiểm soát rất là tốt về cái dịch bệnh corona này ha. Hiện tại là đã 4 ngày nay là chưa phát sinh thêm, chưa có thêm những cái ca dịch mới. Nhưng mà trong lúc những bệnh nhân bị nhiễm đang được điều trị á, hiện tại là hôm nay đã tăng lên ca thứ 9 được xuất viện. Và mọi người, mình cũng qua đây mình khuyên mọi người luôn là cứ bình tĩnh hết sức. Theo dõi những chương trình thời sự ở trên VTV hay là HTV rồi Hà Nội rồi TV rồi. Những cái kênh truyền hình chính thống ha. Hoặc là những tờ báo chính thống như là Dân Chí, Thanh Niên, Dinh rồi. Hoặc là qua cổng thông tin điện tử của nhà nước. Các trang mạng, trang web của Bộ Y tế rồi này kia nè. Hoặc là đặc biệt là có một điều là ở trên Zalo, ngày nào Bộ Y tế cũng gửi thông báo, đó là những cái thông tin chính thức mà chúng ta nên nắm ha. Không nên đọc xem những cái nguồn tin mà không có tin cậy. Những cái nguồn tin không có tin cậy đó là người ta mục đích là gì? Người ta lợi dụng cái dịch bệnh để mà người ta gây hoang mang trong dư luận nhằm chống phá hay là đạt được một cái mục đích gì đó của người ta ha. Là những cái tin đó là mình không nên tin và không nên truyền tải hay chia sẻ rồi những cái thông tin đó lên, phát tán những cái thông tin đó để gây hoang mang dư luận. Thứ nhất là nó ảnh hưởng tới kinh tế, ảnh hưởng tới đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta xung quanh. Mà thứ hai á, nếu các bạn phát tán những thông tin đó, cơ quan điều tra sẽ tìm đến và có biện pháp xử lý với bạn, và lúc đó bạn đừng hỏi sao mà hối hận. Lúc ra đường chúng ta phải đeo khẩu trang, rồi lúc về nhà trước lúc ăn ta phải rửa tay rồi này kia ha. Đó là vệ sinh hàng ngày chứ không riêng gì về mùa dịch. Còn về mùa dịch thì các bạn cứ yên tâm, mọi thứ sinh hoạt cũng bình thường, các bạn cứ sinh hoạt bình thường, không có gì phải lo lắng, không có gì phải hoang mang hết. Các cơ quan ban ngành của chính quyền từ trung ương tới địa phương, người ta cũng cập nhật những cái thông tin đó để cho các bạn nắm bắt và các bạn làm theo hướng dẫn của người ta thì không có vấn đề gì phải lo hết. Dân tộc Việt Nam mình trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước thì đã nên hình thành nên một cái đức tính, đó là lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Ở bất kỳ địa vị nào trong xã hội cũng vậy, mà khó khăn hoạn nạn, con người Việt Nam luôn sẵn sàng chìa tay giang tay giúp đỡ lẫn nhau. Và hiện tại bây giờ là đại dịch corona đang hoành hành ở trên thế giới, và trước những biến động do dịch gây ra thì người nông dân cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và vừa qua ông Cao Siêu Lực, một doanh nhân chủ của chuỗi cửa hàng bánh ABC Bakery, đã nghiên cứu và sản xuất ra một loại bánh mì làm từ trái thanh long, khoai môn, và sắp tới ông còn nghiên cứu để sản xuất ra những cái loại bánh từ nông sản khác
giúp tiêu thụ bớt hàng tồn đọng cho bà con nông dân. Cái bánh mì mà mình mua hôm nay cũng không có mắc đâu các bạn, có 6.000 bạc một cái, ăn cũng no, hương vị cũng thơm ngon hơn nhiều so với ngoài chợ. Nếu như các bạn muốn ủng hộ những người nông dân của mình thì hãy ra mua bánh mì về giúp đỡ bà con ha. Thay mặt bà con nông dân thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ông Cao Siêu Lực và những doanh nhân khác đang cùng sát cánh với những người nông dân và chung tay cùng với các cơ quan chức năng để mà đẩy lùi cái dịch bệnh Corona. Và video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye.